Chào các bạn, chúc các bạn một cuối tuần vui khỏe và một ngày thật là an lành nha. Hôm nay là tháng 5 ngày 21 thứ bảy đấy các bạn. Mình ra vườn ngắm hoa sen. Thì mình cũng làm cái clip ngắn để các bạn cùng ngắm với mình cho vui. Hoa sen đẹp lắm các bạn ơi. Thơm nữa. Cái lá cũng đẹp, cái hoa cũng đẹp. Mình không hiểu sao mình có nhiều màu lắm các bạn ạ. Mà chứ trong vườn mình ngày nào mình ra mình thấy cái màu đỏ này với là một vài cái trắng thôi ạ. Cho mình trong đã mười mấy năm rồi mình sưu tầm nhiều cái màu đẹp lắm. Mà chứ mình hiểu chẳng lẽ khi mình bỏ cụ xuống nó thủy hay sao? Mà còn lại có hai màu này, màu đỏ nó mạnh quá nó lên nè. Chứ nụ rất là nhiều. Nhưng mà mình nhìn nụ nào mình thấy đỏ hết các bạn. Thôi thì có gì thì ngắm đó, nhưng mà cũng đẹp lắm đấy. Cái vẻ đẹp của sen là dịu dàng và tinh khiết lắm các bạn ơi. Thôi mình dừng clip tại đây nha. Chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày thật là an lành nha. Bye.